Các bạn ghé thăm website muaandatdongbanh.net. Trước mắt quý vị các bạn là lô đất có diện tích 192m2, mặt tiền được 8m và sâu 24m tại thôn Đông, xã Tam Xá, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Mảnh đất được tọa lạc nằm ngay trên mặt của con ngõ số 1 thôn Đông, xã Tam Xá. Bề mặt ngõ có tiết diện khoảng 5m, hai ô tô hoàn toàn có thể tránh nhau được. Chúng tôi sẽ cùng quý vị các bạn quan sát kỹ hơn về lô đất 192m này. Lô đất 192m được cấu thành bởi mặt tiền 8m, sâu 24m, hình thửa thì vuông như viên gạch luôn. Ngõ thì toàn bộ là ngõ thông. Cuối con ngõ này chính là một cái khu dự án tái định cư của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh để dành cho quỹ phát triển quỹ đất và dành cho xây dựng khu trung tâm thương mại. Từ đây lô đất ra cầu Nhật Tân thì mất 1,5 km. Từ đây, từ mảnh lô đất mà đi ra đường 5 kéo dài và đường quốc lộ 3 trung tâm thương mại, khu công viên thì chỉ mất tầm 50, chúng tôi đã ước chừng được là 50m. Tức là ngay sau phía của ngôi trường này chính là đường 5 kéo dài luôn. Và nằm trên mặt đường 5 kéo dài là dự án 8 tòa tháp trung tâm thương mại. Phía cuối của con đường này dẫn thẳng ra công viên 17,7 hecta mà chúng tôi đã giới thiệu với các bạn. Giá chào bán hiện tại của lô đất này đang được để ở mức 19,5 triệu đồng một mét vuông. Quý vị và các bạn hãy, nếu có quan tâm hãy gọi điện thoại chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.